Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua tại thành phố Hạ Long, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu giữa các cơ quan đại diện thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài với tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện các đại sứ quán thuộc 27 quốc gia, các tổ chức xúc tiến thương mại và gần 100 doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu về những chính sách ưu đãi và thế mạnh đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Đặc biệt với lợi thế hệ thống cảng, cửa khẩu, sân bay quốc tế, đường cao tốc, tỉnh Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu, sáng tạo, đột phá trong cải cách hành chính. Trong 3 năm liên tiếp 2017 đến 2019, Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số cải cách hành chính PA Index. Đoạt giải thưởng Asocio dành cho chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á Châu Đại Dương trao tặng. Những nỗ lực này đã giúp Quảng Ninh khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, an toàn và trách nhiệm với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 10,7%, cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Hội nghị là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Công Thương trong việc phối hợp hỗ trợ, kết nối các địa phương có tiềm năng xuất khẩu, có nhu cầu thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại với các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Rất là vui mừng là cái hội nghị này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các cái cơ quan đại diện thương mại và các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Và có đến 48 đại biểu từ 28 tổ chức đại diện thương mại có mặt tại đây hôm nay, cùng với hơn 100 doanh nghiệp hoạt động đang sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho cái cộng đồng doanh nghiệp trên tỉnh. Đây cũng là cái dịp mà Bộ Công Thương muốn thông qua các cái sự kiện như thế này để chúng ta tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện thương mại nước ngoài, các tổ chức xúc tiến nước ngoài có cái điều kiện kết nối, gặp gỡ với các cơ quan chức năng, tìm hiểu về chính sách, định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả Việt Nam chúng ta nói chung, cũng như là được tìm hiểu thông tin và kết nối với cái cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam. Thì qua đó chúng ta sẽ có những điều kiện mời gọi đầu tư và xúc tiến thương mại cũng như thúc đẩy cái xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam với các quốc gia. Định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2020-2025 là phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh, phát triển chuỗi đô thị sinh thái dịch vụ, thương mại, du lịch tổng hợp cao cấp, nông nghiệp sạch, công nghệ cao và kinh tế biển, lấy phát triển công nghiệp để dẫn dắt nông nghiệp. Phát triển khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là hai mũi đột phá. Hội nghị hôm nay thì giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có cơ hội được trực tiếp tiếp cận với các đại sứ quán để có những cái thông tin về cái thị trường mới và từ đó có những kế hoạch cũng như là định hướng cho cái kế hoạch sản xuất sản phẩm của mình trong thời gian tới để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã bao bì. Và trong thời gian tới thì Sở Công Thương chúng tôi tiếp tục phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương duy trì kết nối cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp để có những cái thị trường mới và tiến tới sẽ xuất khẩu sang những thị trường có tiềm năng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa các hoạt động kết nối với bạn bè thế giới. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU và Việt Nam và là nhà đầu tư EU lớn nhất vào Việt Nam trong thời gian qua. Và chúng tôi cũng giúp họ tìm hiểu thị trường bởi vì như các bạn đã biết là hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi vào thị trường châu Âu thì chủ yếu là đi qua cửa ngõ của châu Âu chính là cảng Rotterdam tại Hà Lan. Và tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều những cái doanh nghiệp mà Hà Lan sẽ tìm được cầu nối để hợp tác làm ăn kinh doanh với lại doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là tại tỉnh Quảng Ninh. Tôi thấy tỉnh Quảng Ninh rất là hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài và với tôi đây là một yếu tố vô cùng quan trọng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thì tôi nhận thấy là họ rất thân thiện để chủ động kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài và đây là một yếu tố để làm nên cái thành công của cái việc thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Quảng Ninh. Cuối năm ngoái ấy, thì đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam là khoảng tầm 70 tỷ đô la cho hơn 9.000 dự án lớn nhỏ và chúng tôi rất tự hào là nhà đầu tư nước ngoài số 1 vào Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra chương trình ký kết hỗ trợ xúc tiến thương mại với hai nội dung chính là ký kết giữa Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Sở Công Thương Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Quảng Ninh, ký kết giữa Cục Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư về việc hỗ trợ kêu gọi đầu tư vào Quảng Ninh, đặc biệt tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.